Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, Cục Khí tượng và Kiểm soát Lũ lụt Giang Tây cho biết vào hôm thứ Năm rằng, theo thống kê chưa đầy đủ, từ sáng thứ Hai đến thứ Năm, ở Bắc Trung Bộ Giang Tây đã xảy ra sét đánh mạnh và mưa lớn, gây thương vong ở một số khu vực. Thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây có 16 người thiệt mạng, trong đó có 14 người do sét đánh, 2 người chết vì sập nhà do mưa lớn ở Giang Tây, 2 người cũng thiệt mạng do sét đánh ở thành phố Nam Xương. Bắt đầu từ chiều tối hôm thứ Hai, ở trung tâm Giang Tây và Bắc Giang Tây xuất hiện quá trình thời tiết đối lưu mạnh kèm theo sấm sét mạnh. Một số khu vực có mưa to cục bộ từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều thứ Tư, 78 trạm ở 38 huyện của tỉnh Giang Tây hơn, có lượng mưa là 82mm, 14 trạm ở 12 huyện hơn 100mm. Mưa lớn, dông bão và gió mạnh đã gây ra thiệt hại ở nhiều nơi của miền Trung và miền Bắc Giang Tây, trong đó thành phố Thượng Nhiêu là nghiêm trọng nhất. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thượng Nhiêu cho biết, từ sáng thứ Ba đến thứ Năm, 9 quận huyện của thành phố Thượng Nhiêu đã bị sét đánh, gió mạnh và mưa lớn, với sức gió tối đa đạt cấp 9, giật cấp 10 trở lên. Theo thống kê chưa đầy đủ, 516.700 người bị ảnh hưởng bởi mưa bão ở thành phố Thượng Nhiêu, hơn 5.000 người đã được chuyển đi và tái định cư khẩn cấp, hơn 240.000 mẫu hoa màu bị ảnh hưởng, 342 ngôi nhà sập, 3.863 ngôi nhà bị hư hại và thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai là 69,58 triệu nhân dân tệ, trong đó thiệt hại với nông nghiệp là 57,36 triệu nhân dân tệ. Hiện tại, sấm sét mạnh và mưa lớn ở Trung Bắc Giang Tây vẫn đang tiếp diễn và dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Sáu. Các ban ngành địa phương, các cấp ở Giang Tây đã khẩn trương đầu tư cho công tác cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Tại Nam Xương, sấm sét ban ngày cũng như ban đêm, Giang Tây đã phải ban bố cảnh báo sét màu cam. Vào khoảng 14 giờ 50 phút chiều thứ Tư, mây đen bao trùm ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, sấm sét và dông bão, sau đó mưa lớn đã trút xuống ầm ầm. Toàn bộ thành phố ngay lập tức chuyển từ ngày sang đêm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã khẩn cấp phát tín hiệu cảnh báo sét màu cam. Theo mức độ nghiêm trọng và khẩn cấp của các hiện tượng thời tiết đặc biệt, các tín hiệu cảnh báo sớm về thiên tai khí tượng đột ngột có màu xanh lam, vàng, cam và đỏ, tương ứng thể hiện tính chất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Tín hiệu cảnh báo sét màu cam do Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đưa ra cho thấy, từ 14 giờ đến 16 giờ chiều thứ Tư, sét mạnh xảy ra ở phía Đông Bắc Nghi Xuân, Giang Tây, Tây Nam Cửu Giang và Nam Xương là những khu vực cần được bảo vệ trọng điểm đối với sét. Theo Cục Khí tượng, miền Nam Trung Quốc đang bước vào thời kỳ khí hậu đối lưu mạnh. Một số khu vực sẽ xuất hiện sét đánh mạnh. Các địa phương cần chú ý đề phòng thiên tai do sét đánh. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng trong trường hợp có sét mạnh hoặc sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo sớm từ cơ quan khí tượng, các nhân viên có liên quan nên ở trong nhà và đóng cửa ra vào và cửa sổ. Nhân viên ở ngoài trời nên trốn trong các tòa nhà có thiết bị chống sét hoặc trong ô tô. Ngắt các nguồn điện nguy hiểm, không trú mưa dưới gốc cây, cột đèn, cần trục tháp, không mở ô ở nơi thoáng, không vác nông cụ, vượt cầu lông, gậy đánh gôn trên vai. Cùng thời điểm trái ngược với thời tiết ở Giang Tây là mưa bão với dông sét nguy hiểm, thì tại tỉnh Thiểm Tây, các chuyên gia lại đưa ra lời nhắc nhở chú ý phòng say nắng do thời tiết nhiệt độ cao liên tục ở đây. Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu cam vào lúc 11 giờ sáng thứ Tư. Dự kiến trong 24 giờ tới, nhiệt độ tối đa ở một số khu vực Quang Trung, Thiểm Tây và một phần phía đông Thiểm Tây sẽ tăng lên trên 37 độ C. Và tuần tới, tỉnh Thiểm Tây sẽ có nắng đến nhiều mây và nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh. Theo Đài quan sát khí tượng Tây An, nhiệt độ cao nhất ở Tây An đạt 39,8 độ C vào hôm thứ Ba, kỷ lục cao nhất kể từ đầu mùa hè năm nay. Sau vài ngày mưa và thời tiết mát mẻ, người dân Tây An đột nhiên cảm thấy cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Lượng người đi bộ trên đường phố Tây An giảm đáng kể. Nhiều phụ nữ đeo dù che nắng, người đi xe đạp cũng đội mũ và khăn choàng để che nắng và ngăn bức xạ tia cực tím. Theo phân tích dữ liệu khí tượng mới nhất từ Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây chịu ảnh hưởng của luồng không khí Tây Bắc trước dãy áp cao Tân Cương. Trong tuần tới, toàn tỉnh sẽ có nắng đến nhiều mây, nhiệt độ sẽ còn tăng nhanh, khả năng xuất hiện thời tiết oi bức tăng cao.
ở tỉnh Thiểm Tây sẽ có một đợt mưa lớn vào khoảng thứ Sáu. Lượng mưa sẽ từ nhẹ đến trung bình, do lượng mưa ít và thời gian ngắn nên sẽ ít ảnh hưởng đến nhiệt độ tăng liên tục. Đài quan sát khí tượng tỉnh Thiểm Tây nhắc nhở người dân rằng nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời trong thời gian nhiệt độ cao vào buổi chiều khi thời tiết nắng nóng, đặc biệt là người già, người yếu, người bệnh và thanh niên cần chú ý phòng chống say nắng và giải nhiệt. Cán bộ làm việc ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao cần thực hiện tốt công tác phòng chống say nắng. Các chuyên gia khí tượng cũng nhắc nhở các sở liên quan chú ý không để xảy ra tình trạng tiêu thụ điện, nước quá mức, quá tải, dây dẫn, thiết bị đóng cắt, kịp thời ứng phó với tác động của thời tiết nhiệt độ cao đến sinh hoạt của người dân. Còn tại tỉnh Hồ Bắc cũng đã bước vào thời kỳ mưa lũ, các chuyên gia cảnh báo chống sét và lũ lụt trên núi. Sự tăng cường của áp cao cận nhiệt đới và sự di chuyển về phía đông của các rãnh trên và dưới đã khiến vành đai mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc di chuyển về phía Bắc đến trung lưu sông Dương Tử, thời kỳ mưa lũ kể từ những ngày cuối tuần trước. Trung tâm khí hậu khu vực Vũ Hán dự đoán rằng lượng mưa trong thời kỳ này năm nay sẽ cao hơn bình thường từ 10 đến 20%. Mùa mưa là một đặc điểm khí hậu độc đáo của lưu vực sông Giang Hoài. Do độ ẩm không khí cao, nhiều ngày mưa và thường xuyên có mưa xối xả trong thời gian này, mọi người sẽ cảm thấy khó chịu và mọi thứ sẽ dễ bị nấm mốc. Vì vậy, nó còn được gọi là mưa mốc. Mưa mặn ở Hồ Bắc thường xảy ra từ khoảng giữa tháng này đến đầu tháng tới, nhưng do biến đổi khí hậu và các yếu tố khác, thời gian và cường độ của mùa mưa thay đổi hàng năm. Thạch Vạn Trí, nhà dự báo chính của Đài quan sát khí tượng Trung ương Vũ Hán dự đoán rằng thứ hai tuần tới sẽ có 4 đợt mưa lớn ở Hồ Bắc, trong đó từ thứ năm đến thứ bảy tuần này toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ chủ nhật thứ hai tuần tới toàn tỉnh có mưa to đến rất to. Từ thứ năm đến thứ bảy tuần sau và từ thứ bảy đến thứ hai tuần tiếp theo sẽ có hai đợt mưa mới lớn hơn. Cô nói rằng tổng lượng mưa trong quá trình này là 180mm đến trên 300mm ở phía Tây Bắc Hồ Bắc và 250mm đến 550mm ở các khu vực khác. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở, do thời gian gần đây có lượng mưa tập trung cường độ cao và diễn ra trên diện rộng nên các ban ngành liên quan cần đề phòng sét đánh, tai biến địa chất núi lửa, đặc biệt chú trọng tăng cường công tác phòng chống tai biến địa chất núi lửa, lũ lụt ở khu vực hồ chứa Tam Hiệp, lưu vực sông Thanh Giang và Tây Bắc Hồ Bắc. Kính thưa quý vị khán giả, thời tiết cực đoan ở Trung Quốc sẽ ngày càng thường xuyên hơn. 8 hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp xảy ra trong tháng này tại Trung Quốc như tuyết ở Bắc Kinh vào ngày cuối tháng. Vào tháng này năm nay, các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan đã xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục và các kỷ lục của nhiều yếu tố khí tượng đã bị phá vỡ, giảm thiểu thiên tai. Cục khí tượng Trung Quốc cho biết sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết và khí hậu cực đoan sẽ trở nên thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Tống Liên Xuân giới thiệu rằng 8 hiện tượng thời tiết cực đoan hiếm gặp đã xảy ra ở Trung Quốc kể từ tháng này. 1. Sông Hoài Hà. Lượng mưa chỉ đứng sau năm 1954, lượng mưa ở lưu vực sông Hoài Hà vào tháng này cao thứ hai trong lịch sử và lượng mưa ở toàn lưu vực sông Hoài Hà vào tháng này chỉ thấp hơn một chút so với năm 1954, dẫn đến lũ lụt trên toàn lưu vực ở lưu vực sông Hoài Hà. Các vệ tinh khí tượng theo dõi cho thấy diện tích phân lũ lên tới 119 km2. 2. Trùng Khánh, lượng mưa lớn nhất trong 115 năm qua. Hôm thứ Năm, lượng mưa ở một số khu vực của Trùng Khánh đã bị phá kỷ lục khí tượng, đặc biệt là ở xa Bình Bá, đạt 296,6mm, trận mưa xối xả đã giết chết 75 người. 3. Tế Nam, một trận mưa lớn xảy ra ở Tế Nam vào hôm thứ Sáu và lượng mưa trong một giờ lên tới 151mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong một giờ kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1958. 25 huyện của 9 tỉnh trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng, có 43 người thiệt mạng. 4. Vân Nam, mưa lớn ở Vân Nam gây ra nhiều vụ sạt lở đất và lở đá. Số người chết là 82 người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là gần 900 triệu nhân dân tệ. 5. Ô Lỗ Mộc Tề Tân Cương, lượng mưa cao kỷ lục, mưa xối xả ở Tân Cương gây ra lũ lụt và lở đất. Lượng mưa ở Ô Lỗ Mộc Tề vào hôm thứ Năm tuần trước đạt 217,4mm và vỡ kỷ lục lịch sử, khiến 30 người chết và 3 người mất tích. 6. Giang Nam và Nam Trung Quốc, nhiệt độ cao và hạn hán trên diện rộng miền Nam Trung Quốc trải qua nhiều đợt nhiệt độ cao và thời tiết khô hạn.
Trong tháng này, hầu hết các vùng của Nam Trung Quốc có nhiệt độ cao trên 37 độ C trong 15 đến 21 ngày, một số khu vực vượt quá 21 ngày. Số ngày nhiệt độ cao liên tiếp ở Phúc Châu lên tới 32 ngày. Đây là ngày nhiệt độ cao liên tiếp nhất kể từ khi Phúc Châu có hồ sơ khí tượng vào năm 1880. 7. Đông Bắc Trung Quốc, 6,67 triệu người thiếu nước sinh hoạt. Hạn hán nghiêm trọng cũng xảy ra ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, Hắc Long Giang và phía Đông Nội Mông. Hắc Long Giang và Nội Mông có lượng mưa ít thứ hai trong tháng này hàng năm. Tính đến thứ hai tuần này, dân số bị ảnh hưởng là 6,67 triệu người và diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi hạn hán là vượt quá 4 triệu hecta. 8. Mưa xối xả và lốc xoáy khiến 141 người thiệt mạng. Hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông, gió giật mạnh, mưa đá, lốc xoáy xảy ra ở hầu hết các vùng trên cả nước, khiến 241 người chết, nhiều nhất trong những năm gần đây. Những hiện tượng cực đoan như năm nay, thứ nhất là do trái đất nóng lên dẫn đến hoàn lưu khí quyển bất thường, thứ hai là liên quan đến hoạt động bất thường của luồng không khí nóng ẩm Tây Nam. Ngoài ra, toàn bộ dị thường áp cao cận nhiệt đới năm nay cũng dịch chuyển về phía Nam, dẫn đến trong các sự kiện cực đoan rất thường xuyên. Tống Liên Thuần tin rằng sự xuất hiện của các sự kiện cực đoan như vậy sẽ trở nên thường xuyên hơn và rõ ràng hơn. Điều này đã được chứng minh bằng thực tế. Tống Liên Thuần cũng cho biết sẽ có 4-6 cơn bão nhiệt đới lớn hơn hoặc bằng cấp 8 hoặc bão lớn hơn hoặc bằng cấp 12 ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông trong tháng tới. Và từ 2-3 cơn bão sẽ đổ bộ vào bờ biển Trung Quốc. Thời gian đổ bộ đại khái là đầu ngày, giữa ngày và cuối ngày, mỗi nơi một trận. Tống Liên Thuần cho biết sau khi trái đất nóng lên, các khu vực có nhiệt độ cao ở Trung Quốc đang mở rộng, đặc biệt là ở những khu vực không xảy ra nhiệt độ cao theo nghĩa truyền thống, chẳng hạn như một số khu vực ở miền Bắc Trung Quốc. Ví dụ như ở Phúc Châu, nhiệt độ năm nay cao hơn đáng kể, số ngày nhiệt độ cao liên tục lên tới 32 ngày, phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Nói là bếp lò cũng không ngoa. 9. Tuyết vào tháng này ở Bắc Kinh. Theo nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, vào khoảng 18 giờ chiều hôm qua, bầu trời thủ đô bất ngờ bị mây đen bao phủ. Ngay khi mọi người cho rằng sắp có một trận mưa như chút nước, thì những bông tuyết nhỏ bất ngờ rơi xuống gần đường vành đai 3 phía đông. Trận tuyết rơi chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Ngày hôm qua, Tống Liên Thuần nói chuyện này vô cùng nghi hoặc, nghĩ rằng tuyết sẽ không thể bay trong thời tiết nắng nóng như hiện nay. Từ góc độ khoa học mà nói không có cơ sở, nhiệt độ trong không khí cũng rất cao. Tuyết dù chưa rơi xuống cũng sẽ tan chảy trong không khí, làm sao bạn có thể nhìn ra được? Chủ yếu là do truyền thông thổi phồng. Tống Liên Thuần nói, Cục Khí tượng không phát hiện có tuyết rơi. 10. 1/4 huyện và thành phố ở Chiết Giang có nhiệt độ cực cao trên 40 độ C vào tháng này. Hôm qua, Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang cho biết, vào tháng này năm nay, nhiệt độ tích lũy cao. Tổng nhiệt độ trung bình hàng ngày ở Chiết Giang nói chung là 30 năm mới có một lần, và ở một số khu vực là 50-70 năm một lần. 26% số quận có nhiệt độ cực đoan hàng tháng cao nhất vượt quá 40 độ C, với quận Thanh Điền ghi nhận nhiệt độ cao nhất là 41,2 độ C vào hôm thứ Ba tuần thứ Hai trong tháng này. Từ đầu năm đến nay, nhiệt độ trung bình ở Chiết Giang là 17,6 độ C, cao hơn cùng kỳ các năm bình thường 1,8 độ C, cao nhất kể từ năm 1951. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng do nắng nóng và hạn hán trên toàn quốc là 214 triệu hecta. Tính đến ngày hôm qua, có 214 triệu hecta đất canh tác bị hạn hán, tăng gần 30 triệu hecta so với cùng kỳ nhiều năm. Trong đó, hạn nặng là 57,24 triệu hecta và khô hạn là 21 triệu hecta. 7,53 triệu người và 5,08 triệu đàn gia súc lớn bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khó khăn tạm thời với nước sinh hoạt. Trong số các khu vực bị hạn hán, Giang Tây, Hắc Long Giang, Hồ Nam, Nội Mông, Cát Lâm và Quảng Tây là những khu vực bị hạn hán nghiêm trọng nhất. Và các khu vực bị hạn hán của Giang Tây, Hắc Long Giang và Hồ Nam lần lượt vượt quá 1/3 diện tích đất canh tác của mình. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời đáp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.